Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khởi nghiệp TV. Các bạn vừa xem một đoạn demo về cái trại bò sinh sản 20 con mình vừa làm cho bạn Phan Quốc Khánh ở Quảng Trị. Thì đây là một cái trại bò sinh sản 20 con có tổng mức đầu tư số vốn về chuồng trại là khoảng 200 triệu đổ lại. Thì đây chính là một cái bản vẽ 2D để mà cho thợ thi công được. Thì ở đây gồm rất là nhiều bản vẽ, gồm 13 bản vẽ chi tiết như thế này, từ là mặt bằng mái tới lại mặt bằng của trại bò, rồi mặt bằng móng như thế này, mặt đứng, rất là nhiều các mặt cắt khác như là vì kèo, rồi các chi tiết rất là nhiều như thế này để mà cho thợ thi công một cách dễ dàng được. Thì khi mà xem cái bản vẽ 2D này thì có nhiều bà con thì sẽ rất là khó hiểu và khó hình dung ra được. Thì hôm nay mình dựng thêm một cái mô hình 3D để cho bà con xem qua tham khảo. Nếu mà có thể áp dụng cho mô hình nhà mình được thì các bạn có thể áp dụng để mà làm một cái trại bò phát triển kinh tế cho nhà mình. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi cái mô hình 3D mình dựng lên về cái trại bò sinh sản này ha. Và bây giờ mình xin nói với các bạn về chi tiết về cái trại bò có quy mô là 20 con sinh sản như thế này. Trại bò này được nuôi trên nền đệm lót sinh học để mà tiết kiệm cái công chi phí dọn vệ sinh chuồng trại, cũng như là tiết kiệm nhân công, tiết kiệm nước, tắm rửa chuồng trại hàng ngày. Thì để mà nuôi trên cái số lượng bò là 20 con thì hiện nay người ta đang nuôi với lại diện tích từ 4 đến 5 mét vuông trên một con. Và cái chuồng mình thiết kế được chia làm hai khu vực và có lối đi ở giữa như thế này. Bề dài, bề rộng phủ bì thì là 18m4 và bề rộng phủ bì là 8m3, được chia làm hai dãy có ba khu vực. Khu vực bên đây, khu vực này là khu vực nuôi hậu bị. Tất cả những cái số bò hàng ngày các bạn nuôi sẽ được nhốt bên đây. Khi mà đến thời kỳ giao phối và các bạn phối xong, biết những con nào có bầu thì các bạn sẽ tách ra và nuôi riêng ở bên khu bầu bên này để đảm bảo cái tính an toàn cho bò khi mang thai, tránh mà hút lẫn nhau gây động thai. Sau khi mà có những con bắt đầu là sinh sản thì chúng ta sẽ đưa vào cái khu sinh sản này để mà nuôi chăm sóc nó trong quá trình mà đẻ, cũng như là trước khi một tháng đẻ thì chúng ta sẽ đưa vào cái khu này để mà nuôi riêng. Thì địa phương của bạn Khánh là đó chính là tỉnh Quảng Trị, một tỉnh miền Trung với tình hình bão lụt diễn biến hàng năm rất là phức tạp, cho nên là mình thiết kế trên một cái móng đá học cao ráo lên khoảng 20 phân như thế này để mà tránh nước mưa, nước lụt ảnh hưởng đến cái đệm lót sinh học của cái trại bò. Và cái tường gạch thì là xây bao quanh như thế này, cao lên là 70 phân. Và cái nền đệm lót sinh học ở trong này thì chúng ta sau này sẽ bỏ cái đệm lót vào trong đây để mà nuôi. Thì 70 phân hàng gạch cao, hàng gạch bo lên như thế này thì cái đệm lót chúng ta sẽ là cao tầm khoảng là 50 phân. Cái khoảng cách đệm chấu 50 phân so với cái tường gạch này 70 phân thì chúng ta sẽ vẫn còn dư 20 phân, đủ để cho mà khoảng cách an toàn khi mà cái đệm chấu nó không có vung vãi ra ngoài, cũng như là nó dây vào cái món ăn món uống của chúng ta hàng ngày.
Thì một cái chạy bò có khẩu độ là 8m3 như thế này để mà đỡ hệ thống vì kèo cũng như dàn mái ở phía trên. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 phương án để đưa ra làm trụ để mà đỡ vì kèo cũng như dàn mái. Thứ nhất là trụ bê tông, thứ hai là trụ sắt chữ Y và thứ ba là trụ sắt ống. Thì đối với trụ bê tông, nó có ưu điểm là sẽ không bị rét mục chắc chắn. Còn nhược điểm đó là cái tính thi công của nó khó, phải đan rọi sắt rồi phải đóng cốt pha, cũng như sau mà đặt vì kèo lên trên này thì phải bắt mặt bít cũng như là bù lon thì nó khá là tốn kém và phức tạp. Còn đối với sắt chữ Y thì hiện nay khá là mắc tiền, cho nên là mình không thiên về hai phương án kia, mình thiên về phương án là dùng trụ sắt phi 76 dày 1.8 ly. Thì cái đệm chấu của chúng ta là dày 50 phân thì nó khoảng tầm tới đây, nó không có cao lên tới đây để mà cái phân cũng như cái nước tiểu của con bò nó ảnh hưởng đến cái rét cũng như cái hàng chân cột như thế này, gây mục gây rét của cái chân cột. Thì ở đây chúng ta sẽ xây những cái tường 10 bo như thế này và đổ bê tông lọt lòng phía trong là 20 phân. Thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo cái tính an toàn không bị rét mục cái trụ này, và đồng thời là giảm chi phí được cho chủ đầu tư rất là nhiều. Cũng như nếu mà bà con có thể xem video này thì có thể tham khảo, nếu mà áp dụng được cho nhà mình thấy khả thi thì các bạn có thể áp dụng. Chiều rộng lọt lòng của cái ô hậu bị này là 2m85, và chúng ta sẽ bố trí một cái đường luồng ở giữa như thế này. Sau khi mà các bạn xây cái móng này xong thì các bạn sẽ tiến hành đổ đất vô trong này, và sau đó thì chúng ta sẽ đầm chặt cái nền đất đi và tiến hành là xây tường cũng như là xây bo những cái hàng trụ như thế này, và tiến hành đổ bê tông chôn trụ để mà làm những cái bước tiếp theo. Thì các bạn sẽ thân bắt lại. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái ống sắt mạ kẽm là phi 60, và chúng ta sẽ thân lại với khoảng cách là 50 phân một cây như thế này. Khoảng cách này thì đủ để an toàn cho con bò, nó không có thể chui ra cũng như là không có thể nhảy ra ngoài cái chuồng của mình gây gãy chân và gây tổn thất cho con bò. Thì ở đây các bạn thấy là vách đằng trước và vách đằng sau sẽ khác nhau. Là vách đằng trước thì chúng ta ở đây sẽ sử dụng những cây sắt này là phi 42 và ở trên là một thanh phi 60. Chúng ta sẽ hàn những cái đố đứng ở mặt trước với khoảng cách là 45 phân một thanh như thế này, để mà cho con bò có thể lọt cái đầu ra để mà ăn dễ dàng. Thì ở đằng sau thì chúng ta sẽ hàn những cái cây ngang như thế này với khoảng cách là như bên hông là cũng 50 phân một thanh. Thì tại sao chúng ta không làm ở phía đằng trước là cái thanh ngang? Tại vì cái thanh ngang thì nhiều khi là nếu mà chúng ta không chia như vậy thì trong quá trình mà khi mà chúng ta bỏ cỏ, bỏ thức ăn vào cái máng này thì con bò nó dễ, nó giành ăn với nhau, nó dễ hút qua hút lại. Thì những con yếu hơn sẽ ăn không được, từ đó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất chăn nuôi của chúng ta. Khi mà làm đố đứng này thì con bò nó không có thể hút qua bên cạnh được. Và cái khoảng cách 45 phân này là vừa đủ để cho con bò lòi ra ngoài, lòi cái đầu ra ngoài và ăn uống dễ dàng được. Thì ở đằng trước là chúng ta bố trí một cái máng ăn như thế này với chiều cao là khoảng 80 phân và chiều rộng là 45 phân. Thì khi mà làm cái máng ăn thì bà con nên bố trí nó cao hơn cái trong cái đệm lót ở phía trong để mà cho con bò nó ăn dễ dàng hơn. Khi mà các bạn làm cái máng ăn này mà thấp quá thì con bò nó sẽ cúi cái đầu nó xuống nó ăn, gây khó khăn cho con bò, cho nên các bạn nên làm cao hơn cái nền chuồng ở phía trong, cái đệm lót ở phía trong. Còn bên máng uống ở phía ngoài thì chúng ta sẽ bố trí ở phía ngoài như thế này với chiều cao là 70 phân và chiều rộng cũng là 45 phân. Thì trong cái máng uống thì chúng ta sẽ chừa những cái lỗ thoát để mà quét dọn, quét rửa cái máng hàng ngày. Khi mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể làm xay nhỏ lại, làm những cái máng uống tự động, và con bò uống tới đâu thì nước sẽ chảy ra tới đó. Còn nếu mà các bạn không có điều kiện thì có thể xây cái máng uống như thế này. Cái máng uống tự động thì đó, các bạn có thể lên Google search để mà
tìm hiểu về cái máy uống tự động này cho bò. Thì chỉ cần xây một ô như vậy, một chuồng khoảng vài ô và nối con nối ống vào trong đó, thì con bò khi chúi cái mỏ nó xuống thì nó sẽ uống và nước nó sẽ chảy ra. Còn không thì các bạn có thể xây máng uống như mình. Khi mà chúng ta bố trí cái máng ăn và máng uống nó đối diện nhau như thế này, thì khi mà ăn con bò nó sẽ qua bên đây nó ăn, và khi uống nó sẽ đi đối diện lại nó uống. Thì lúc đó trong quá trình đi lại thì nó sẽ đảo cái đệm chấu được và làm cho cái đệm chấu nó hoạt động ổn định hơn. Còn khi mà chúng ta bố trí cái máng uống đằng trước luôn á, thì nhiều khi uống nước rồi nó lẫn vào thức ăn hoặc là cỏ rác, nhiều khi nó lẫn vào cái nước uống, nó làm dơ cái máng uống, làm cho con bò có thể là dễ bị tiêu chảy và đau bụng. Và ở đây thì các bạn có thể hình dung thấy là bên đây là khu ô nuôi bò hậu bị, đây là khu nuôi bò và đây là khu nuôi sinh sản. Thì khu nuôi sinh sản này chúng ta sẽ bố trí 3 ô với kích thước mỗi ô lọt lòng là chiều ngang khoảng 3m và chiều rộng thì khoảng 2m85, thì tương đương với lại khoảng 6-7m2 như thế này, thì đủ cho một con bò sinh sản và nuôi con trong vòng 1 đến 2 tháng. Thì sau khi mà con bò của chúng ta sinh sản xong thì chúng ta sẽ tách bò mẹ ra và quay lại cái nuôi ở ô hậu bị như thế này, và con bê sẽ được nuôi trong này thêm một vài tháng nữa. Khi mà con bê nó đủ cứng cáp rồi, chúng ta sẽ lại bỏ vào cái ô hậu bị để nuôi cùng với đàn. Trong quá trình mà những cái con hậu bị hoặc là những cái con bầu mà nó chưa có trong đây, thì chúng ta có thể tận dụng những cái ô này để mà nuôi bò đực giống. Còn khi mà có đẻ rồi thì chúng ta có thể dẫn bò đực giống ra ngoài hoặc là để mà lấy chỗ cho đẻ nhằm tiết kiệm chi phí. Còn nếu mà với cái diện tích này, với số tiền này, các bạn làm thêm một ô đực giống nữa thì nó sẽ tốn là khá nhiều tiền của chúng ta hơn. Và ở đây thì chúng ta sẽ bố trí một cái đường luồng ở giữa như này, với chiều rộng là khoảng 1m, đủ để chúng ta đi lại hàng ngày và cho bò ăn cũng như chăm sóc bò, theo dõi bò hàng ngày. Và ở đây thì chúng ta sẽ bố trí một cái cửa. Ở khu nuôi bầu thì chúng ta sẽ bố trí một cái cửa như thế này, cái khung sắt bằng sắt vuông 5 định hình khung, và chúng ta có thể là hàn lưới B40 lại để mà làm thành một cái cửa, giảm thiểu tối đa chi phí. Và bên khu hậu bị cũng vậy, chúng ta cũng sẽ làm một cái cửa ở đây. Chúng ta sẽ làm một cái cửa ở đây để mà dẫn bò ra vô hàng ngày, hoặc là bò nó ra ngoài sân tắm nắng. Và trong ba cái ô nái đẻ này thì chúng ta sẽ bố trí những cái cửa như thế này. Khi mà con bò đã mang thai và chuẩn bị đến ngày sinh nở thì trước khoảng 1 tháng thì các bạn nên dắt qua những cái ô này và chăm sóc nuôi riêng, đảm bảo cho nó cái chế độ dinh dưỡng hợp lý và chuẩn bị cho nó đẻ một cách tốt nhất. Thì chúng ta sẽ bố trí những cái cửa như thế này và mở vô trong vách để dẫn bò vô. Và trong này thì chúng ta không làm đệm lót sinh học, mà chúng ta sẽ láng bằng nền bê tông và có độ dốc. Nó sẽ nghiêng về cái bên cái khu bầu này. Tại vì sao mà chúng ta không nên làm cái đệm chấu sinh học luôn trong ba cái khu này? Tại vì khi mà con bò nó đẻ và nó cho con bú, khi mà nó nằm xuống cái đệm chấu sinh học thì cái vú của nó sẽ dính xuống cái nền đệm chấu sinh học lẫn phân dưới này, và khi đó con bê nó bú với vú mẹ thì nó sẽ bị nhiễm khuẩn và dễ đau bụng hơn. Cho nên là chúng ta sẽ làm cái nền bê tông này để mà cho con bò an toàn về cho con bê con. Các bạn nên làm cái độ dốc nó xuôi về đây để dẫn nước tiểu hàng ngày sẽ trôi về cái khu này luôn. Và phân thì chúng ta hàng ngày sẽ mở cửa ra và cào cái phân bỏ xuống cái khu bầu này. Ở phía trước hai cái cửa thì chúng ta sẽ bố trí những cái bậc tam cấp như thế này để mà cho bò đi ra đi lại dễ dàng, với chiều cao thì bằng với lại cái thành tường gạch và chiều dài ra thì khoảng 2m1 như thế này. Và một điểm lưu ý nữa mình muốn chia sẻ với bà con là như thế này: khi mà nuôi trên đệm lót sinh học thì chúng ta phải làm sao để cái chiều cao từ dưới cái đệm lót lên tới cái mặt thành này
thì tối thiểu là 20 phân, để mà trong quá trình mà cái con bò nó di chuyển và nó ăn uống thì không bị cái đệm lót này văng tung tóe ra ngoài cái máng ăn cũng như là cái máng uống của chúng ta, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cái bộ tiêu hóa của con bò. Và khi nuôi bò trên đệm lót sinh học như thế này thì chúng ta sẽ chia nhiều lớp để mà làm cái đệm lót này, mỗi lớp dày khoảng 15 phân. Thì chúng ta sẽ chia ra, lần đầu thì là 15 phân, nuôi trong vòng 1, 2 tuần, 3 tuần gì đó. Khi mà cái số lượng mà phân với nước tiểu này nó nhiều và cái đệm lót này các bạn cảm thấy là nó bị nhão, thì chúng ta sẽ tiến hành vô đệm lót thêm một lớp nữa, 15 phân tiếp nữa. Và chúng ta nuôi cứ như vậy đến khoảng cách là khoảng 50 phân. Thì các bạn sẽ nuôi khoảng được trong vòng khoảng 6-7 tháng thì chúng ta sẽ tiến hành thay cái đệm lót mới, để hốt đệm lót đó ra ngoài, và chúng ta sẽ nuôi chuồng quế hoặc có thể là xử lý bằng vôi, bằng các chế phẩm để mà làm phân bón cho cây trồng. Thì ưu điểm của cái chuồng bò mà nuôi trên đệm lót sinh học thì nó giảm thiểu được rất là nhiều cái công, và chúng ta có thể tận dụng cái nguồn phân này hàng ngày. Con bò nó giảm, nó đi trên đệm lót sinh học này và thành một cái nguồn phân rất là tốt cho cây trồng của chúng ta. Thì bà con lưu ý là cái chiều cao này và cái số lớp mà chúng ta làm khi mà nuôi con bò, không nên là làm một lớp một lần là 50 phân ha. Bà con lưu ý cái điều này. Và trên những cái đầu trụ này thì chúng ta sẽ cắt những cái thanh V, cắt những cái thanh V và chúng ta sẽ ốp lên đây để sau đó hàn cái vi kèo cho nó đảm bảo hơn một chút. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cũng như là quý bà con sẽ làm cái hệ thống vi kèo cũng như là gác xà gồ và lợp mái như thế nào cho cái chuồng bò của mình nó hợp lý. Tại vì khi nuôi trên cái đệm lót sinh học này, kỹ nhất là nước mưa nó vào cái đệm lót sẽ gây hư hỏng cái đệm lót của chúng ta. Thì ở đây với cái chiều dài phủ bì là 18m4 thì cái chiều dài mái của chúng ta sẽ làm ra ngoài rộng mỗi bên là 20 phân, 30 phân như thế này, để mà cái mái tôn của chúng ta nó vươn ra từ cái vi kèo cuối cùng ra ngoài là 30 phân như thế này, để mà an toàn cho cái đệm lót của chúng ta. Hai bên cũng đều như thế. Thì ở đây mình đã chia sẵn cho các bạn cái vi kèo cũng như là cái khoảng cách đòn tay. Thì khi các bạn mà muốn làm theo cái mô hình này thì các bạn có thể xem video một cách từ từ, đừng có tua nhanh qua quá rồi các bạn không hiểu, không rõ thì các bạn sẽ khó khăn trong quá trình xây dựng. Thì ở đây mình chia cho các bạn là 3 mét một vi kèo, tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vi kèo như thế này, với khoảng cách là 3 mét một vi kèo. Và cái vi kèo này thì ở đây các bạn sẽ sử dụng là sắt 50, dày 1 ly 2. Các bạn hàn thành một cái vi kèo như thế này. Ở địa phương của chủ đầu tư là bạn Khánh, là tỉnh Quảng Trị, cho nên là mùa mưa bão rất là phức tạp, cho nên là mình không có thiết kế cái hệ thống mái là 3 mái, mà mình chỉ thiết kế hệ thống là 2 mái như thế này hơn, để mà tăng tính an toàn, không bị gió giật, gió bão. Tùy vào địa phương sẽ có một cách thiết kế nó khác nhau. Thì ở đây thì các bạn cũng sẽ chia đố ra và các bạn hàn những thanh đố đứng lại với nhau. Thì khoảng cách này thì tương ứng là khoảng 1 mét một đố đứng, và các bạn sẽ gia cường bằng những cái thanh xéo này để mà tăng cái độ cứng cáp cho vi kèo. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thanh 48, sắt 48 dày 1 ly 2, và chúng ta sẽ làm những cái thanh đòn tay, những cái thanh xà gồ ở phía trên để chúng ta lập tôn. Thì khoảng cách là mình đã chia cho các bạn như thế này là khoảng 1 mét một thanh. Cái khoảng cách 1 mét một thanh này thì đảm bảo an toàn cho cái mái tôn nó cứng cáp, và nó an toàn cho thợ khi thi công không có bị yếu khi mà ngồi lập tôn ở trên này, đảm bảo cho an toàn trong quá trình thi công. Ngoài hai cái mái này ra thì chúng ta sẽ gia cố thêm một cái mái hiên vươn ra phía ngoài như thế này, bằng bốn cái chữ A, hàng bốn cái chữ A vào bốn cái trụ như thế này, và chúng ta sẽ gác lên đây cũng là ba thanh đòn tay
bằng sắt 48 và vươn ra ngoài, khoảng cách từ đây vươn ra ngoài thì là 50 phân để mà tránh cái giọt mưa nó hắt vào trong cái góc vuông này. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ bố trí 4 cái trụ bằng ống phi 60 để mà gia cường cho 4 cái chữ A này. Thì ở trong thì mình sử dụng là trụ 76 để mà tăng độ cứng cáp, còn ở ngoài thì sử dụng là trụ phi 60 là được rồi, tại vì cái máy hiên này lực của nó cũng không là bao nhiêu cả, không đáng kể. Đó thì các bạn sẽ hai bên đầu hồi thì các bạn sẽ gia cố bằng hai cái máy hiên phụ để mà nhằm gió bão không có ảnh hưởng đến cái đệm lót sinh học của chúng ta. Sau khi mà các bạn đã lên vị kèo, lập đòn tay, đồ gì xong xuôi hết rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lập tôn cho cái trại bò của mình. Thì ở đây mình sử dụng cho trang trại này là loại tôn 4 gem. Và ở dưới là sẽ có một lớp cách nhiệt như thế này. Tại vì ở địa phương này là tình hình mưa bão rất là ghê, cho nên mình không có làm hệ thống ba mái, mái hở các bạn. Thì ở đây mình sẽ lót một lớp cách nhiệt ở dưới này để mà chống nóng cho bò vào cái mùa nắng nóng. Quảng Trị thì tình hình gió Lào vào mùa nắng nóng rất là ghê, cho nên là gia cố thêm một cái lớp cách nhiệt ở phía dưới để chống nóng cho bò. Còn hai bên phía đầu hồ như thế này thì các bạn sẽ sử dụng cái tôn la phong đó các bạn, hoặc là tôn phản. Các bạn sẽ bắn vào hai bên cái đầu hồ như thế này để mà tránh cái giọt mưa nó đi xéo qua rơi vào cái đệm lót của chúng ta. Và ở đây thì là cái máy hiên phụ từ đây ra đây khoảng là 2 mét, thì gia cố bằng 4 cái chữ A và chúng ta cũng sẽ lập tôn như thế này. Ở phía trong thì chúng ta đã gia cố bằng một lớp cách nhiệt ở phía dưới, còn tuy nhiên ở hai bên phía đầu hông này thì chúng ta chỉ cần lập tôn thôi, không cần phải cách nhiệt để mà tiết kiệm chi phí. Thì ở đây chiều dài vươn ra là 2 mét như các bạn đang thấy, và chúng ta cũng sẽ lập tôn như thế này với độ dốc như thế này, hai bên cũng như thế. Và cái mục đích của cái máy hiên này á, là nói thêm với các bạn như thế này, để mà ngoài tránh mưa bão nó tạt từ hai bên phía đầu hồ, thì sau này khi mà các bạn tùy vào các bạn sẽ nuôi cái loại bò gì, thì ở tại vị trí này cũng như là tại vị trí này thì chúng ta sẽ hàn thêm được hai cái khung. Chúng ta sẽ mua sắt V về và hàn thành những cái khung để vào vị trí tại hai điểm này. Khi mà con bò mang thai hoặc là chích thuốc hoặc là bị lở mồm long móng, nói chung là khi mà con bò có sự cố thì chúng ta sẽ lùa con bò vào cái củi đó và chúng ta sẽ đóng lại và chốt cây ngang lại, thì con bò sẽ nằm trong cái củi đó thôi và chúng ta sẽ khám thai cho nó được cũng như là chích thuốc cho nó được mà không sợ con bò nó giãy giụa cũng như là nó đá chúng ta. Tùy thuộc vào cái kích thước cũng như là cái thể hình mà con bò các bạn nuôi là loại bò gì thì các bạn sẽ đóng cái củi vừa với lại cái chiều cao, chiều dài cũng như chiều rộng của con bò, để mà khi các bạn nhốt con bò vào thì nó không có ngọ ngoại được, chúng ta dễ dàng mà xử lý. Thì đây là nơi để mà đặt hai cái củi đó khi mà xử lý những con bò có sự cố. Và hai bên phía này thì chúng ta làm những cái bậc tam cấp để mà để cho con bò sau khi mà trong quá trình ăn uống hàng ngày thì nó sẽ đi theo cái bậc thềm này đi ra ngoài cái sân chơi. Ở đây thì các bạn sẽ bố trí những cái sân chơi và các bạn rào lưới lại để mà cho con bò ra tắm nắng cũng như là đi dạo ngoài này cho khỏi chôn chân, với lại lấy những cái vitamin, những cái sắc tố từ mặt trời giúp cho con bò của mình nó phát triển khỏe mạnh hơn. Và một điểm lưu ý nữa thì như trên mô hình thì các bạn thấy nè, cái máy hiên này nó vươn ra ngoài là 1m3 như thế này thì đủ để mà cái giọt mưa nó không bị tạt, bị hắt vào chuồng của chúng ta. Tuy nhiên đó là về cái giọt mưa khi mà tình hình gió bão nó thấp thì nó sẽ không bị tạt vào, còn khi mà có bão, có gió mạnh thì nó sẽ thổi những hạt mưa này vào chuồng. Cho dù mà các bạn có thiết kế
cái này ra 2 mét đi chăng nữa, thì khi mà gió bão lớn thì hạt mưa nó vẫn bị gió cuốn vào chuồng. Cho nên khi các bạn làm cái mái hiên ra 1 mét 3 như thế này, sau đó thì các bạn sẽ làm một cái hệ thống bạt tời có tay quay, và khi mà mùa mưa bão hoặc là khi mà trời tối trời lạnh thì các bạn nó sẽ có thể là quay cái bạt xuống để mà ủ ấm cái chuồng trại cũng như là ngăn chặn cái gió mưa rơi vào chuồng của mình. Thì trên đây là một cái mô hình 3D mà mình dựng lên để cho các bạn xem tham khảo. Nếu các bạn có thể áp dụng cho mô hình nhà mình được thì các bạn có thể áp dụng. Mình xin tạm dừng video ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và subscribe kênh để theo dõi nhiều video hay hơn về chủ đề khởi nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.